lấy cọng dây thun chốt đi. Rồi nó rẽ hết thảm rồi, rồi. Trời ra, ra mình cần cây út. Vậy hả? Dạ. Xuống mình hái một quýt đi. Dạ. Từ từ con. Dạ. Quá trời luôn á cô ơi. Ô, một vườn cao nhất luôn trời. Chỗ nào dễ xuống ta? Thì vô là chỗ đó, tại có chỗ đó có trắng kìa. Đây có cái mé phải không? Chỗ nào nhiều? Chỗ nào nhiều mấy đứa? Đây thì dễ xuống mà chỗ nào nhiều? Chỗ này kìa, quá trời luôn. Đó, quá trời luôn. Ừ, để Út út, út xuống, Út hái một mớ coi. Ui. Mấy đứa ở trên đi. Quá trời gao luôn trời. Chụp đi con ơi. Gom gom lại. Quá trời gao thấy mê thiệt. Út ngoài đằng kia nữa kìa. Ừ. Cái bèo vô Út ơi. Xà quá. Xà quá con ơi. Xà quá. Phía sau Út cũng có nữa nè. Gom lại đi con. Dạ. Để con gom. Quá trời non. Út thấy rồi. Ồ quá trời non luôn con ô. Ừ. Nhiều ghê luôn á. Đủ chưa? Nhiều rồi, đủ ăn rồi con ơi, thôi lên đi. Dạ. Đừng kêu. Ôi. Ôi về được rồi. Qua wow, trời. Lấy dép Út đi. Dạ. Bỏ dép luôn đi, cầm chốt đi. Ui gớt rồi. Rồi. Út ơi gớt quá trời luôn. Kiếm cái gì buộc lại đi con ơi. Kia kìa. Lấy cọng dây thun chốt đi. Rồi gọn ghẻ hết thả buộc rồi, buộc rồi đó. Từ 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 từ, chạy luôn. Từ 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 từ, chạy luôn.